thấy chưa? Trời, Linh viết tiếp đi. Từ từ thôi, cố lên nha, giỏi lắm. Vì cái tay cháu là nó bị cong, nó cứng, cho nên là cũng như mình dùng đã phương pháp cũng như là trị liệu để bóp cái tay mềm ra thì cháu cầm viết mới được, chứ nếu không là cháu cầm viết không được. Bây giờ cầm viết được chưa? À được rồi, con cầm viết đây, con viết đây cô Tiến coi. À xóa, 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 à xóa. Đưa đây cô xóa. Đó là em Nguyễn Hoài Linh đây. Em này là nói chung là tay chân em là bị cong quẹo đó. Con nên thành đi học là rất siêng, rất không học. Và em tâm sự với cô rằng là cô ai đi học vui lắm, chứ ở nhà nó buồn lắm. Mình nghe mình rất là cảm động. Em mà em à, anh nè, con ngồi thẳng này, em à, nè, B, thêm chữ gì nữa? À đúng rồi, vợ. Tên lớp này cô lấy là lớp học tình thương, và dạy là tại một phòng của nhà văn hóa Thông Quảng Kim. Đối tượng mà đấy nhá, là thứ nhất là những em mà bị câm, chưa được đến lớp nè, những em về thiểu năng trí tuệ, và em thứ ba là cái kiểu như là bị bệnh động kinh, và thứ tư là những em bị về chất độc da cam, khuyết tật mà không đến trường được đó, nằm trong đó là bốn dọn đó. Chính sĩ số của lớp này là 15 em, một tuần mấy cô dạy là ba buổi vào sáng thứ hai, sáng thứ tư và sáng thứ sáu. Tôi là Phạm Thị Kim Tuyến, là chủ tịch của hội cựu giáo chức xã Tịnh Giao. Còn cô đây là cô Tạ Thị Thu Tâm, là một hội viên trong hội cựu giáo chức của xã Tịnh Giao. Và còn cô thứ ba là cô Nguyễn Thị Kim Loan, cũng là một hội viên trong hội cựu giáo chức của Tịnh Giao. Rồi, con biết cho cô vậy nè. Một nè, Linh nè. Hai à, được chưa? Rồi, à, con biết cho cô. Chưa? Rồi, bây giờ hơ thêm một bằng máy. Ba. Ba với hơ là bao nhiêu? Ba với ba là bao nhiêu? Sáu, sáu với bốn là bao nhiêu? Rồi, được mười, con biết hết mười vô đó. Mười, mười là con có biết rồi, đúng rồi. Con đạt đây là bao nhiêu đây? À, 102 hay là 102, con đúng rồi, con ghi vô đây. Cho, nếu mà học võ thì cho cũng không, cũng không tiền gì cho học võ đâu. Mình chơi thiệt. Nhưng mà nếu có cô thì học thì chắc cố gắng cho học. Nói chung là cô thấy trong xã nhà mình là ngày xưa mình dạy rồi mình biết một số em khuyết tật là không được đi lớp. Cho nên nha, tâm nguyện của cô là khi mà về hưu mình nghỉ rồi mà mình còn sức khỏe, mình sẽ mở cái lớp đó để giúp cho các cháu, để các cháu được đến trường. Bây giờ với sức của bọn cô là cũng sẽ cố gắng hết mình với cái khả năng của mình. Nhưng mà chỉ mong rằng là phụ huynh người ta có thời gian để đưa đón các cháu đến trường, vì khi các cháu còn đến trường là các cô sẽ còn cống hiến giúp đỡ cho các cháu. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm, con bà chăng mà chăng như mây, cháu yêu bà cháu vẫn bà ơi, khi cháu bằng chào ba chào mẹ nghe chưa?